dòng máu lạc hồng 4.000 năm, dòng máu đỏ tươi chảy trong tim mình. Nói sông lạc hồng giống dòng tiên nguyên ôm bao đời đất mẹ. Nhịp trống hào hùng mãi còn vang, bao lớp người đi ra nơi biên thùy. Hình bóng mẹ già đứng đợi con tan vào xứ xa. Xin chào. Good morning, ladies and gentlemen. Good morning, Gaming Company. Xin chào tất cả các quý vị đại biểu. Xin chào quý công ty Gaming. My name is Makoto Sato, General Director of Honda Veteran Power Products. Tôi tên là Makoto Sato, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Honda Power Products. Thank you, Gaming Company, for organizing this event, and thank you for all very much coming to this event today. Tôi xin chân thành cảm ơn quý công ty thương mại dịch vụ và xuất nhập khẩu Tiến Linh đã tổ chức sự kiện ngày hôm nay, và cũng tôi cũng xin cảm ơn các quý vị đại biểu đã dành thời gian quý báu đến sự lễ hôm nay. First, I'd like to give sincerely thanks to Tenning Company about their support and contribution in developing Honda Power product business in the past. Lời đầu tiên tôi cũng xin chân thành cảm ơn đặc biệt tới sự hỗ trợ của công ty trách nhiệm hữu hạn Tứ Ninh vì đã nỗ lực trong thời gian gần đây đã phát triển kinh doanh các sản phẩm động lực và mang tên thương hiệu Honda. Và thưa quý vị thân mến, để có thể đáp lại tình cảm từ đại diện phía công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ và xuất nhập khẩu, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Honda Việt Nam Power Product một nắm hoa để có thể cảm ơn cũng như để chúc mừng cho sự gắn kết, sự thành công của công ty trong ngày này. Chân trọng. Hiện tại Hà Bưởi Ngon đang làm đại lý giới thiệu sản phẩm và phân phối máy làm đất đa năng cho công ty Tiến Ninh. Bà con biết Hà Bưởi Ngon đang ở trong xưởng giới thiệu máy như này. Từ nay quý vị và con có thể liên hệ với Hà Bưởi Ngon trực tiếp qua số máy 0968129996. Địa chỉ gần nhà văn hóa đội 7, xã Cát Quế, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội để được tư vấn và giới thiệu các dòng máy làm đất đa năng của Nhật Bản. Hà Bưởi Ngon hiện tại đang đứng trong kho máy sản xuất làm đất đa năng như thế này. Công ty sản xuất và nhập khẩu máy làm đất đa năng Tiến Ninh có rất nhiều dòng máy nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản. Giới thiệu cho quý vị và con, Hà Bưởi Ngon là một trong những nhà phân phối được công ty máy Tiến Ninh tin tưởng, ủy nhiệm, ủy quyền cho giới thiệu và bán sản phẩm của công ty. Quý vị và con có thể liên hệ với Hà Bưởi Ngon qua số máy 0968129996. Địa chỉ gần nhà văn hóa đội 7, xã Cát Quế, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội để được tư vấn và hướng dẫn cũng như chạy thử. Quý vị có thể liên hệ với Hà Bưởi Ngon vào buổi sáng sớm hoặc
buổi tối, vì ban ngày Hà Bưởi Ngon tiếp khách bán hàng cũng tương đối là vội, nên có thể có những lúc sẽ không cầm máy hoặc không nghe máy. Quý vị có thể nhắn tin lại, để lại tin nhắn để Hà Bưởi Ngon có thể chủ động gọi lại nói chuyện với quý vị sau. Cảm ơn quý vị và con đã tin tưởng Hà Bưởi Ngon từ trước đến nay. Dòng máu lạc hồng 4.000 năm, dòng máu đỏ tươi chảy trong tim mình. Sau đây là Hà Bưởi Ngon sẽ hướng dẫn bà con cách xới đất bằng máy xới này. Đây là chức năng xới đất. Xong bà con xem chức năng xới cỏ và bây giờ là xới đất. Đây đất này là đất thịt rất là nặng, rất là cứng rắn. Cuốc có thể nói là nảy cuốc luôn đấy. Oh,
Kính chào quý vị và con. Hôm nay Hà Bưởi Ngon sẽ hướng dẫn cho quý vị và con thực hành trên máy làm đất đa năng. Đây là dòng máy nhỏ gọn của hãng Honda sản xuất, dòng máy Nhật Bản đã qua sử dụng. Hà Bưởi Ngon mới đây có đồng ý hợp tác với bên công ty xuất nhập khẩu dụng cụ máy đa năng phục vụ trong nông nghiệp, công ty trách nhiệm hữu hạn Tiến Linh có trụ sở ở Hưng Yên, thành phố Hưng Yên. Thì hôm nay Hà Bưởi Ngon giới thiệu cho quý bà con, đây là dòng máy làm đất rất là nhỏ gọn, có thể vừa làm cỏ, vừa xới đất, vừa nên luống. Đây là dụng cụ làm cỏ. Thì bây giờ Hà Bưởi Ngon sẽ hướng dẫn luôn cho quý bà con xem. Còn quý vị có thể liên hệ với Hà Bưởi Ngon để được tư vấn thêm qua số máy 0968129996 hoặc địa chỉ gần nhà văn hóa đội 7 xã Cát Quế, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Nếu quý vị và con có dịp đến được nhà Hà Bưởi Ngon thì có thể xem trực tiếp máy mới của công ty có trưng bày tại nhà Hà Bưởi Ngon hoặc máy cũ như thế này. Hà Bưởi Ngon có dùng mấy con máy đang sử dụng thì bà con có thể được tư vấn nhiều hơn nữa nếu đến nhà Hà Bưởi Ngon. Vừa có máy mới trưng bày sản phẩm giới thiệu của công ty để nhà Hà Bưởi Ngon, vừa có máy cũ Hà Bưởi Ngon cũng đang sử dụng 5-6 năm nay. Rất nhiều dòng máy, Hà Bưởi Ngon có thể tư vấn cho quý vị và con kỹ lưỡng hơn. Còn bây giờ mời quý vị và con theo dõi video clip Hà Bưởi Ngon đang làm cỏ và xới đất. Sau đây Hà Bưởi Ngon sẽ trình diễn cho quý bà con biết cách nên luống để làm một mô đất để trồng cây bưởi, cây đu đủ hoặc cây ăn quả khác, cam canh. Chuyện tình cờ chẳng hẹn mà nên thơ, khi xe vừa đổ bên cô em cười tươi thắm, mời anh bước chân trên, tiếng cười thay tiếng nói, lời vui thay tiếng chào, luyến trông theo ta
để rồi nghe vấn vư khi hay người bạn ấy có cô em là nàng. Rồi từ đây có nhau sớm chiều lời hẹn hò kết chặt tình ban sơ. Bao nhiêu lời thương mến, bao nhiêu tình lưu luyến, gợi trao nhau mối duyên đầu. Mong cho mai sau đời ta luôn có đôi như những ngày mới gặp nhau. Đưa anh sang sông vào vườn chôm chôm chín, băng xuống ghé mái đuôi tôm. Vương sai trái ngọt tình mình cũng thật đậm đà. Đời vui sớm chiều dù nghèo vẫn đẹp hiền hòa. Tương lai mình như thế, anh đi làm ông già và em mua bán chơm chơm. Thế rồi mùa mưa tới, mùa chơm chơm chín rộ thắm như hoa hàm tiêu. Không phấn son em xinh như mộng ước, yêu thương dâng ngập lòng. Vì người yêu thuở xưa đã trở lại tìm nàng với lệ vật cầu hôn.